Chất liệu của cây đàn này là mặt tốp gỗ mahogany được sơn với nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt là lưng hông được làm từ carbon chuyên dụng. Chất liệu này cực kỳ bền, có thể chống nước. Ở mặt lưng được thiết kế dạng lưng cầu giúp khuếch đại âm thanh. Số lượng phím ở trên cần đàn là có 18 phím. Thiết kế ở phần đầu đàn nhìn cũng rất là đẹp. Ngoài phụ kiện đi kèm với đàn thì Sóc Dung sẽ tặng thêm các bạn một file giáo trình hướng dẫn tự học. Trong file này có đính kèm các đường link video để các bạn dễ theo dõi thực hành hơn. Bởi vì học đàn thì các bạn nên xem video sẽ hiệu quả hơn so với việc xem một cuốn giáo trình nhé. Ok, và đây là phần quan trọng nhất, đó là phần test âm thanh.